Trong công việc thì mỗi người đều có con đường và sự lựa chọn riêng của mình. Không thể nói ai cũng giống ai được. Cái đấy cũng là cái điều đặc biệt của mỗi cái sinh mệnh. Ví như mình thì khi mà bắt đầu làm YouTube thì mình không nghĩ là mình sẽ làm và hướng dẫn điều khác kinh doanh mà. Bây giờ cái thời đại 4.0, truyền thông nó phát triển thì tất nhiên khi mà làm việc thì chúng ta phải biết cái sự lợi hại của truyền thông. Không thể nào ngồi một chỗ mà chờ người khác bưng cơm tới cho mình ăn được. Chính vì vậy mà sự nhạy bén để chúng ta nhận thức ra cái điều đấy và chúng ta làm để có thể gây dựng cái uy tín lòng tin của mình ấy, cho diện rộng, danh tiếng trong công việc, thì chúng ta phải hiểu đến cái sức mạnh của truyền thông. Nhưng khi mà mình làm về YouTube ấy, thì mình không nghĩ là mình sẽ hướng dẫn về điều khác đâu. Thì ban đầu làm ấy, thì mình cũng chỉ là định hướng là làm về cái con đường nghệ thuật của một người thợ điêu khắc. Mình chỉ suy nghĩ đơn giản vậy. Mình thích nói gì nói, thích quay gì quay. Nhưng mà mình hiểu tất nhiên là mình làm những cái việc đấy nó phải có gì đấy là tốt cho xã hội đấy. Nó có thể mang được tới cái điều gì đấy tốt đẹp thì mình mới làm. Còn nó không ý nghĩa thì mình cũng không muốn. Nhưng khi làm riết rồi thì tự nhiên là dần dần thì lại đi tới cái hướng là muốn hướng dẫn điều khác dành cho các anh em có sự đam mê học tại nhà. Đối với mình thì bản tính của mình khi mà làm cái việc gì đấy thì mình muốn làm cho tới cùng. Ai nói gì mình cũng không quan tâm. Chỉ cần điều đấy nó là điều tốt thì mình làm tới cùng. Nên khi mà làm YouTube ấy thì dần dần thì mình thấy là có thể là hướng dẫn dạy nghề là tốt thì mình làm. Đã là gọi là hướng dẫn dạy nghề thì tất nhiên là dạy cho những người chưa biết điêu khắc. Những người chưa biết thì mình mới dạy. Còn anh em biết rồi thì mình dạy cái gì? Hoặc là các anh em nó yếu đấy, nó còn non quá thì nó vô nó thấy mình vẫn có điểm hay thì nó vẫn vô nó tham khảo thử chứ. Chứ như bây giờ mình ấy, thì mình cũng tham khảo rất là nhiều anh em. Không lẽ nói người ta dạy trường đại học kinh tế, không lẽ nói là ông không bằng tôi, tháng tôi làm ra vài trăm triệu, ông dạy kinh tế mà ông có làm ra được số tiền như tôi hay chưa? Cái điều đấy là không đúng. Nó rất là khập khiễng. Dạy là dạy về kỹ năng, còn thực hành kiếm tiền là khác. Không thể nào mà đánh đồng hai cái được. Dạy cho người ta biết ngờ, còn cái việc người ta lấy cái ngờ đấy hành như thế nào để kiếm tiền, đấy là vấn đề của họ. Nên mỗi người đều có cái sự lựa chọn với con đường, cách thức làm việc riêng của mình. Nó không như cái sứ mệnh vậy. Thì trên cái con đường nhân sinh ấy, trên cái con đường mà mình đi trong cái lựa chọn công việc của mình ấy, thì tới những cái thời điểm chúng ta sẽ lựa chọn giữa đúng với sai. Thì lúc này chúng ta chọn đúng hay là sai thì đấy mới là cái điều quan trọng để chúng ta đi đến cái điểm cuối cùng mà chúng ta đã chọn. Đối với mình khi mà làm cái việc gì đấy mình đã làm rồi thì mình rất là chân thành. Mình không phải là làm đỡ mà cần anh em phải tung hứng mình hay là thể hiện mình là giỏi. Không phải. Khi mà mình đã làm cái việc đấy thì mình chân thành, mình làm tới cùng, hết sức. Cái kinh nghiệm của mình nó tới đâu ấy, thì mình lại thể hiện ra. Mỗi người ấy, thì đều có cái khiếm khuyết hết, không ai mà hoàn hảo. Nhưng khi mà mình bộc bạch hết cái bản thân mình ra ấy, thì những người ở dưới họ sẽ học được kinh nghiệm. Những người ở trên ấy, thì họ sẽ thấy mình là non nớt, thiếu kinh nghiệm. Cái điều đấy là cái điều quá rõ ràng.
cơ bản thì núi cao thì vẫn có núi cao hơn, không thể nào mà mình nói là mình cao nhất được. Nên khi mà mình hướng dẫn cho anh em, mình cũng cứ thật lòng như vậy, mình không có cái tính giấu giếm. Có lúc thì mình không muốn làm nữa thì mình nghỉ một thời gian, mình không ra video nữa. Có lúc ấy là mình thấy cái điều đấy là nó cần thì mình làm. Đấy là cái quan điểm của mình. Còn như công việc thì có anh em hỏi mình 4-5 năm nay anh cứ dạy du khách được mấy người học, bây giờ thờ buổi cơm áo gạo tiền, anh em là ngờ nó bỏ ngờ hết. Đúng, cũng đúng. Thờ buổi cơm áo gạo tiền mà bất cứ công việc nào cũng vậy, có thời điểm nó khó khăn thì chúng ta cần phải cố gắng để vượt qua cái khó khăn đấy. Người nào ở lại sau cùng thì người đấy chiến thắng mà, đúng không? Nên cái vấn đề này nó cũng rất là bình thường. Nhưng mà mình nghĩ cái thời buổi kinh tế hiện giờ ấy, thì có rất là nhiều thứ nó có thể là tác động tới cái ngơ mình. Mấy năm nay thì cái thể loại máy CNC đục tượng đấy thì nó phá cái thị trường. Đúng thiệt là có một lô rất là lớn anh em trong điều khác đấy mất việc cũng chính vì cái loại máy CNC đục tượng đấy. Nhưng mà mình nghĩ cũng không tới mức độ là tệ tới mức vậy đâu. Khi mà thị trường mà nó đi xuống tới mức đấy á, máy móc nó chiếm hết cái thị phần của nhân công, tay nghề làm bình thường đấy, thì chúng ta phải tất nhiên nó vẫn có hướng để chúng ta phát triển mà. Có thể là nâng cao tay nghề hơn, tìm ra cái hướng mới phát triển, có thể là nghiên cứu ra những cái mẫu tượng mới đục đẹp hơn, nhưng mà vẫn cơ bản là cái tay nghề chúng ta vẫn là phải nâng cao hơn. Vẫn có hàng để làm, không phải là không có. Nhưng mà cốt yếu lại thì mấy năm nay thì cái thị trường của chúng ta nó cũng đã quá loạn. Các xưởng lớn họ ra hàng loạt tất cả các cái tượng, sau đấy là họ cạnh tranh về giá. Mà những xưởng lớn thì cái nguồn lực họ lớn, thợ của họ thì cũng tốt, họ làm ra những cái sản phẩm kỹ năng cũng cao, nhưng mà họ bán là cái giá rất là cạnh tranh. Đấy, chính vì điều đấy mà có rất là nhiều anh em bị đào thải trong cái nghề của mình. Một phần là vì tay nghề của anh em cũng là còn thấp, hoặc là trong cái vấn đề mà kinh doanh anh em có thể là yếu, mình không có ứng biến kịp với cái thị trường. Chính vì điều đấy mà mình này là không thể tồn tại được trong nghề. Thì bất cứ cái ngành nghề nào nó cũng vậy, nó sẽ có thời điểm nó sẽ có cái sự đào thải, nhưng mà chúng ta kịp ứng biến thì vẫn có thể tồn tại được. Thì cái điều này mình nói ra thì tất nhiên những có rất nhiều anh em họ hiểu, nhưng mà cũng có nhiều anh em họ sẽ không hiểu đâu. Họ vẫn cứ nói là bây giờ là không có ngờ việc như thế này như thế kia. Cái đây là cái điều tất yếu, sẽ có một lô anh em là sẽ mất việc, chắc chắn là như vậy. Cái ngờ nó đâu có chết, chỉ có con người bị đào thải khỏi cái ngờ đấy thôi. Còn cái ngờ nó mãi tồn tại, mà nó tồn tại theo cái cách nào thôi. Nhưng mà những cái cơ bản về học điều khác thì vẫn phải học. Phải biết cầm đục này, biết cầm máy, biết phá, biết cầm cưa, lung tung vậy chứ. Rồi sau đấy nó mới tìm ra cái hướng nó phát triển cho riêng bản thân đấy chứ. Đâu thể nói là cứ học ngờ vô là cứ là cầm máy cầm đục là đục đâu. Mình có một cậu em á, cũng là nhờ gặp cái video của mình, thì cậu đấy cũng có nói chuyện với mình á. Mình dạy đục tượng nhưng mà cậu đấy lại đục cấp. Sau đấy thì cậu đấy cũng đã có xưởng rồi, 3 năm nay cậu đấy cũng mở xưởng, cũng mua máy CNC và chạy tượng. Thì đâu nhất thiết là anh em học mình là làm giống mình đâu. Nhưng mà cơ bản là những video của mình này có thể giúp cho anh em có động lực. Đấy mới là cái vấn đề mà mình muốn, cũng là cái vấn đề mà anh em cần. Có người thì họ làm hết lòng vì nghệ thuật, nhưng cũng có người thì bước vô nghệ thuật họ mục đích là được kiếm tiền. Cơ bản thì người nào làm nó không kiếm tiền,
cái trọng tâm là cái tâm của mình ấy, nó nằm ở đâu. Khói không, muốn cả 100 triệu.